nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân kể chuyện tình ngọt ngào với Lê Tuấn Anh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân viết, em lỡ thấy anh chở một cô gái khác. Sau đó, em không nghe lời giải thích mà cứ thế đòi chia tay. Thế là anh và em đỡ lỡ nhau tận 10 năm. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ thành công trong sự nghiệp nghệ thuật, cả hai còn có hôn nhân viên mãn. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ chuyện tình lãng mạn của hai vợ chồng từ khi là sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật sân khấu đến nay. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân viết, anh còn nhớ khoảnh khắc ngày xưa mình mới gặp nhau lần đầu không? Đến tuổi này, đi nhiều, gặp nhiều, em vẫn thấy thời khắc đó đẹp nhất đời mình. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và ông xã Tuấn Anh đã gắn bó với nhau 2 thập kỷ. Nghĩ lại thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào mình còn là sinh viên trường cao đẳng nghệ thuật sân khấu. Em lỡ thấy anh chở một cô gái khác. Sau đó, em không nghe lời giải thích mà cứ thế đòi chia tay. Thế là anh và em đỡ lỡ nhau tận 10 năm, nữ nghệ sĩ bộc bạch. Năm 2003, nữ diễn viên và ông xã nhận ra vẫn còn tình cảm nên tái hợp. Nhưng cái gì là của mình sẽ thuộc về mình. Khi đó, anh tặng em sợi dây chuyền bạc làm vật kỷ niệm sau 10 năm quay lại với nhau. Đến giờ em vẫn giữ nó, lâu lâu lấy ra ngắm nhớ lại một thời yêu nhau. Các thành viên trong gia đình ngày càng đông hơn, tỷ lệ thuận với tình cảm của cả hai dành cho nhau, Hồng Vân viết. Trước khi kết hôn với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, diễn viên Lê Tuấn Anh từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng. Nhưng từ khi kết hôn, anh từ bỏ sự nghiệp điện ảnh để lui về hậu phương hỗ trợ vợ và tập trung kinh doanh. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiếp tục cống hiến cho điện ảnh và thành lập sân khấu kịch riêng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sinh năm 1966, ghi dấu ấn với khán giả bởi nhiều vai diễn trong các vở kịch như Mẹ và Người Tình, Lội Vũ cũng như các dự án phim truyền hình, phim điện ảnh như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu. Đồng thời, Hồng Vân còn mở sân khấu kịch và đào tạo nhiều diễn viên. Nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2011. Lê Tuấn Anh sinh năm 1968, thành danh sau Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh. Anh khiến khán giả chú ý với các nhân vật phản diện, những tay chơi điều báng. Một trong những vai diễn đặc sắc nhất của Lê Tuấn Anh là Thái Salem trong Lệnh Truy Nã. Trước khi đến với Hồng Vân, anh từng có mối tình lãng mạn với ca sĩ Phương Thảo.